Thưa quý vị và các bạn, chiều nay mùng 2 tháng 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 4 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1 năm 2024, thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự có đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh. Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp, nông thôn mới cơ bản hoàn thành theo tiến độ. Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ sôi động. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh lũy kế đến hết tháng 3 ước đạt 2.068 tỷ đồng, bằng 22,5% dự toán trung ương giao, bằng 16,2% dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Chất lượng hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, không để các dịch bệnh lớn phát sinh trên địa bàn. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển. Cùng theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, tình hình kinh tế xã hội trong tháng 3 và quý 1 năm 2024 vẫn còn một số nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt được tăng trưởng như kỳ vọng. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nhóm giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, quý 1 năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 9 trên 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc và xếp thứ 39 trên 63 tỉnh thành phố. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP đạt trên 10% trong năm 2024, trong các quý còn lại cần phấn đấu đạt mức tăng trưởng 11,5% trở lên. Chính vì vậy, các sở ngành cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là ở 4 trụ cột kinh tế của tỉnh. Cùng với quan tâm gia tăng các giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư nông lâm nghiệp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy nhanh công tác lập quy hoạch, coi đây là vấn đề mấu chốt trong quá trình thu hút đầu tư, tạo động lực cho tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ triển khai các khu cụm công nghiệp tại các địa phương, tiếp tục tháo gỡ về nguyên vật liệu, giải phóng mặt bằng cho các dự án sản xuất công nghiệp, thủy điện. Đặc biệt lưu ý đến công tác xúc tiến đầu tư, thông tin, quảng bá trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ. Ga Lào Cai là phải điểm thông quan và ga Lào Cai ấy thì phải là một điểm du lịch, sở du lịch phải chủ trì phối hợp với thành phố. Chúng ta cùng với này Hồng Hà hình thành cái hình thái gọi là du lịch qua biên giới. Thì bây giờ phải nghiên cứu cái hình thức du lịch qua biên giới. Ở điểm nào, làm như thế nào? Xây dựng một cái đề án thí điểm về du lịch nông nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại, đầu tư. Phải truyền thông cái mảng lên, kể cả lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực và các sở. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý các sở ngành địa phương quan tâm đảm bảo an toàn giao thông, phát triển giáo dục đào tạo, tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.